Xin chào mọi người đến với Bếp Củi TV nha. Hôm nay nhà mình kho cá, kho cơ ngừ. Hôm nay mình đi chợ, mình mua con cá to lắm, mấy ký lắm. Nhưng mà khi còn một cái đầu của hẳn là 1,2 ký. Đầu 1,2 ký mà cá này là cá ngừ bóng tươi lắm. Bây giờ mình bắt tay vào bếp kho luôn ha. Trước tiên là mình bắt chảo ha. Bây giờ mình cho tí dầu này. Cho dầu vô. Chảo khô rồi mình cho dầu vô. Mình cho dầu vô để mình chiên sơ thì cá là mình kho nhá. Như vậy là cái dầu mình đã sôi rồi này. Bây giờ mình cho cá vô này. Đây. Đấy. Có cái mặt vàng mình chạy nè. Đấy, vàng rồi đó, giờ mình chạy mặt lại. Chạy này. Rồi bây giờ mình cắt ra ha. Cả này mình chiên là chỉ cần chiên cần vàng mình thấm cả và đợi thấm cả thôi. Chứ không phải cần chiên chỉ nha. Cái sau mình còn khó nữa. Rồi mình cắt ra này. Ồ, hai cái cả ngon chưa? Đây mình cho nó vô đây cần còn những cái đây luôn đầu này này được rồi mình cho vào đây để mình gắp ra hết. Rồi, sẵn đây. Mình đổ hết vào đây nha. Mình xào lên. Chiên hết. Tỏi, ớt, hành, băm. Rồi thì mình nhấp xuống ha. Rồi mình cho vào đây nha. Cho vào nồi. Cho nó thơm ha. Mình đặt nó kho nó cả thơm. Bây giờ mình đem vào đây ha. Một muỗng cà phê, một muỗng canh mà muỗng lưng lưng thôi, đừng nhiều lắm. Nhà mình không ăn ngọt, còn ai thích ăn ngọt thì cho thêm ha. Một muỗng canh nước mắm. Muỗng rưỡi đi ha. Cá là khó đầm đầm chút xíu. Cũng muỗng lưng lưng một đêm. Mình lắc lên. Mình đảo lên. Mình đũa mình đảo lên. Mình trộn lên cho đều. Cá nó tươi lắm. Cá nục, cá ngư nó tươi. Mình đảo lên cho đều. Muối bột ngọt, không có bột ngọt quên mắm muối đường tỏi ớt vào đây. Rồi như vậy là mình ướp chừng 20 phút hoặc 30 phút đi nha, cho con cá mình cứng mình kho nha. Rồi. Rồi như vậy là nãy giờ cá mình ướp cả nửa tiếng nha, ướp càng lâu cá càng cứng ngon. Bây giờ mình cho thêm tí ớt bột vô này. Ai ăn cay nhiều thì cho ớt nhiều, ăn cay ít thì cho ớt ít, nhưng mà người Trung của mình là cho ớt cay lắm, ăn cay ngon đỡ tanh cá. Tí xíu nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình đặt lên bếp ha. Mình bắt lên ha. Mới nhỏ bếp lại á. Này anh Tam này lâu quá, anh Tam bếp luôn. Củi lên. Cho mình chạy bếp lên cho cả sôi, mình lắc đều ha. Rồi khi bắt đầu mới sôi rục rục á là bên mình nhắc lên, mình lắc nha. Mình lắc cả đó, mình lắc cho đều đừng để làm sạt nồi. Đó, lắc lắc rồi bắt đầu mình để xuống lại.
Ở đâu mình để nắp lại. Đó. Muốn cái gấp củi nhưng mà cứ quên hoài. Mình kho cá mình đun củi cho sôi nhiều quá để cho cá sôi mình luôn. Khi mà sôi nhiều là bắt đầu mình hạ bếp lại cho nó rấm rấm thôi. Bây giờ đang sôi mình cho sôi nhiều lại nhé. Bây giờ cá đã dim dim rồi rồi, bây giờ mình cho nước vô ha. Ở đây mình có nửa lít nước này, mình đổ vô, đổ hết luôn. Đó, bắt đầu mình lấy đũa mình lắc lắc cho đều cái cá. Rồi bắt đầu là mình đậy nắp lại nhá, thôi mình kho. Cá ngừ này là có thể người ta kho được dừa nữa nhá. Cá ngừ kho nước dừa rất ngon, nhưng mà nhà mình hôm nay đi chợ không mua cá ngừ nước dừa nên chỉ mình kho nước lần cũng được, nước lọc cũng được luôn, nước dừa cũng được, nước lọc cũng được, không sao hết. Rồi bây giờ mình mở nắp ra mình coi ha. Bây giờ mình thử coi cái nước quán vừa chưa nhá, mình nêm lại nhá. Vừa rồi, bây giờ mình chỉ kho cho rặc lại thôi là nước vừa nhá, mình không phải nêm nữa. Theo như thì nếm nắm của mình là sống rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần là rặc xuống một tí xíu nước nữa. Cá mình ngon nha. Bây giờ để nắp lại mình cho một tí xíu nữa. Rồi. Cá mình sôi đều quá ha. Sôi ngon ha. Đấy, mọi người coi nhìn đẹp không? Bây giờ mình cho rặc nước thêm tí xíu nữa ha. Bây giờ mình để nắp lại ha. Mình cho thêm chừng 5 phút nữa đi. Cho mình càn được tí xíu cho nước không rặc nó ngon. Rồi. Quá, wow, như vậy là nồi cá mình ngon quá trời rồi nha. Rặc nước bớt rồi đó. Rồi ngon rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp ha. Bây giờ mình nhắc ra để mình múc ra mình mời mọi người nha. Cho cái hành gốc lên ha. Mình gấp vào đây cho cá ngon hơn. Cái này ớt sưng á, sưng cho thơm, nhìn nồi cá mình ngon ha. Rồi mình đã xong nồi cá rồi thì mình gấp ra ha, mình gấp ra mình cùng mời mọi người cùng ăn với mình ha. Mình gấp cái khúc ra ấy, à, ngon chưa. Mình gấp hai khúc lớn đi. Cái khúc đầu này vô ha. Cho nằm cạnh đây cho ngon. Chán nó khó lên. Mình cá này mình làm một trái dưa leo hay là mình luộc rau muống á, xong mình lấy nó khó mình chấm ăn ngon lắm. Không biết mọi người người nào cùng ở với người Trung với mình á là rất tuyệt vời. Ăn khó cả ngư chấm rau muống. Rau muống luộc rồi thôi, tuyệt vời luôn. Đó, giờ mình mời mọi người cùng xúc cơm ăn với mình ha. Bây giờ mình chào mọi người. Nhớ là ủng hộ kênh bếp củi của mình nha. Nếu mà mọi người thích mình nấu món gì ở bếp củi nữa thì mình nấu cho mọi người cùng coi và mọi người cùng thưởng thức với mình ha. Bây giờ mình xin chào, chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã coi kênh của mình. Rồi, bây giờ mình đem vào nhà mình cùng mời cả gia đình mình ăn nha. Mình cũng mời mọi người cùng ăn luôn.